តែសន្តិនិកដឹងទៀតថាធ្វើយ៉ាងណាអាចកម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់នៅលើសម្លៀកបំពាក់បានចាតន្តិនិកដឹងទៀតថាធ្វើយ៉ាងណាអាចកម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់នៅលើខោអាវរបស់អ្នកបានមហូបអាហារខ្លះដែលជាប់លើសាច់ក្រណាត់វាពិតជាពិបាកក្នុងការបោកគក់លាងសម្អាតណាស់តែពីនេះតទៅអស់សង្គមអស់បារម្ភអស់ក្តីបារម្ភហើយចំណាយអស់លុយតិចទៀតដោយប្រើម្សៅបាយងាយស្រួលក្នុងការលុបបំបាត់ស្នាមប្រឡាក់នឹងធ្វើឲ្យខោអាវរបស់អ្នកសភ្ល
baking soda. Lộn nhẹ còn thể dụng sao baking soda không phải màn xong là mỏ mọc ly cho mỗi đường tật trong nọc bì lít. Rồi cô vĩ rồi lì ở sóc. Tớp thuốc ca trăm tục rồi dễ về bay tớ trăm được tí. Tớ tam nằm ra lạc lắng rồi có tẩy. Vẫn tốt mọc nhẹ nâng khơi thà. Nam tiếng lúc nâng ai vơ. Chấp đơm lọc bạc tự ỏ. Tiếp bí cư cực thân aspirin. Thân aspirin kì chìa ổ sập bóng bát kà chì chục chạp nâng trâm tay phần ổ tế. Sa là thiệt khăn ông thân em nít vì có ai chùi công chặt thân em ra lạc chạy bí khó ai rụt bóng nẹ. Bàn tiệt phòng. Đốt nẹ kì rôn tì dụ thân em aspirin ra mùi cực chô thật khăn ông thông tức. Hơi dụ khó ai rụt bóng nẹ mọ đại chô thật khăn ông lúc đầy. Rui cô vì ở lì tình. Thân tình ốc tục rồi dễ về cầm lạc mốc. Bên tốt mốc nẹ nâng khơi thả khả áo rồi bỏ nẹ nâng bài khai từ chi xo sát. Chạy chi mình khàn. Tị bây cư cổ chma cho mùi nâng tức khmai. Lúc nẹ cổ tê dô cổ chma mùi phái đi cho mùi nâng tức khmai. Dô tức trăm áo bà lạc rồi bỏ nẹ. Tục cho bà hai chi đập ràm nửa tí. Bên tốt mốc tiết. Dô khả áo đai bà lạc nâng tới chi mùi nâng tức đoàn tiết chi kà sạch. Mình trông tay công chấp sản phẩm là bà nó tế rút bóng môn kháng lươn ít. Mình chui ở khả áo rút bóng nẹ miên khlâm kỡ ôm tuyệt phòng. Vẫn tay xa lạ bóng tự ọc nè nè. Công phê xa lạ bóng ọc nè nè. Chà, con cũng xin lọc kèm tham đa sát. Hãy xong chơi like nên subscribe phòng.